cái đề tài này là cái đề tài mà hiện nay là cái sôi nổi cực kỳ lớn của thế giới hiện nay. Mà cũng như trong nước chúng ta. Thì như vậy mọi người thấy đây á, là hai người mà lãnh giải Nobel y học 2018, tức là mới năm vừa rồi, là hai người này đưa ra được một cái liệu pháp điều trị ung thư bằng các ức chế kiểm miễn dịch, tức là liệu pháp miễn dịch. Nhưng mà mọi người á, là sẽ thấy rằng là một cái lọ thuốc 60 triệu đồng và mỗi bệnh nhân phải sử dụng 1 đến 2 lọ trong một lần, với liệu trình 3 lần trong một tuần, một tuần 3 tuần trong một lần, và khoản chi phí 100.000 đô la cho một năm. Không có con số, không có, thấy là nghe thì phấn khởi, nhưng mà không phải đơn giản vậy. Và như vậy là chi phí điều trị bằng thuốc miễn dịch hiện nay á, là không được ngành y tế trả tiền lại. Có nghĩa là mình phải móc tiền túi ra. Mặc dù là ở các nước là châu Âu ấy, là người ta được hoàn cái tiền khám bệnh lại, nhưng mà ở đây ấy, là chúng ta không được quyền. Như vậy là để điều trị phải tốn một cái số tiền rất là lớn. Và cái điều quan trọng là đáng nói ở đây ấy, là thuốc mà làm cho tăng cái sức đề kháng của cơ thể con người á, cũng từ hóa chất mà ra. Và như vậy là có những cái trường hợp là thuốc không đáp ứng được với người bệnh, và có những loại thuốc đáp ứng được với người bệnh thì một thời gian mà không dùng thuốc thì bệnh cũng trở lại như cũ. Vậy có nghĩa là dòng lẫn quẩn, cuối cùng là phải làm sao tìm ra một cái phương pháp mà sức đề kháng của cơ thể chính mình thì mới là tốt, chứ còn thuốc men hay là cái gì đi nữa cũng không có giá trị. Thì bây giờ ở đây á, tôi muốn nói cho mọi người ba cái cách. Cái thứ nhất là phải ăn sao cho đúng cách, thứ hai là thở cho đúng cách, thứ ba là tăng thân nhiệt. Thì nếu như ta áp dụng đúng ba cái này thì chúng ta không còn bệnh tật nữa. Sao nghe được hấp dẫn không? Nói đùa thì như vậy chứ còn không có đơn giản đâu, nếu mà chúng ta không có quyết tâm. Và bây giờ thứ nhất là muốn mà học được cái cách đó, thì bây giờ chúng ta học cái cách bỏ đói trước. Ai cũng nghe nói tuyệt thực, tiết thực, rồi nhịn ăn. Có người nhịn ăn uống nước lọc không, có người nhịn ăn 7 ngày. Cũng như chị Bạch Tuyết đó là chỉ áp dụng cái phương pháp nhịn ăn 7 ngày. Và tôi là người đã thực hiện tất cả những cái phương pháp đó rồi. Và cuối cùng ấy, là khi mà chúng ta nhịn ăn thì cái người chúng ta khỏe, nhưng mà khi ăn lại thì ăn như trả thù vậy. Mình tự nhiên ăn xong rồi béo trở lại, bệnh trở lại. Nhưng mà nếu chúng ta áp dụng cái phương pháp bỏ đói ở đây á, là phương pháp 16/8, có nghĩa là nhịn ăn 16 giờ đồng hồ và ăn trong 8 giờ đồng hồ đó thôi, thì chúng ta cứ giữ một cái mức độ như vậy thì chúng ta sẽ tốt lên. Và ai ở đây á mà đã từng đi xét nghiệm rồi thì khi mà chúng ta áp dụng phương pháp này thì tôi đề nghị á, mọi người đi xét nghiệm, và 6 tháng sau khi xét nghiệm xong rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả những cái mà bệnh trong chúng ta là mất hết, từ cái cholesterol nè, rồi máu nè, rồi tiểu đường nè, rồi gan nhiễm mỡ nè, rồi men gan cao nè, rồi thậm chí những cái người bị gút sẽ thấy tất cả trở lại bình thường hết. Ở đây ai bị gút giơ tay lên.
gút đó là cái khúc nó đau, khúc gối, khúc cổ chân, rồi gì đó, ngón chân, có ai bị không? Ai chỉ là Phật, ở đây nữ không, không có ăn nhậu nhiều như nam, cho nên là không có bị. Nhưng mà phụ nữ ở đây không bị gút, nhưng mà bị một cái bệnh mà sẽ rất là nhiều người bị, đó là suy giãn tĩnh mạch chân. Có không? Rồi gần hết. Trời đất ơi. Thì suy giãn tĩnh mạch chân thì mình đi chừng vài km thì chân sưng lên. Tối ngủ thì bị chuột rút vào bẻ đó. Thấy không? Và đi bác sĩ thì cho thuốc uống, rồi cho mang dớ, mang tất, nhưng mà cái đó không có hiệu quả. Vậy là ai bị suy giãn tĩnh mạch giơ tay lên. À, gì đâu Phật, vậy là vô mánh rồi đó. Rất là nhiều. Và tôi hứa với mọi người là sau một tháng thực hiện cái này thì cái chân ta không còn bị chuột rút nữa, và đi lại không còn phải lo lắng, không có còn sưng chân, không còn nữa, và không cần mang dớ mang tách gì hết, và không tốn một viên thuốc nào hết, ngoại trừ là phải ăn uống cho đúng cách. Đồng ý không? Tôi sẽ nói ngắn gọn, và sau đó ở đây trong cái nhóm thập chỉ liên tâm sẽ tặng cho mọi người một quyển sách. Quyển sách sẽ ghi rất rõ, hơi lấy cho thầy mượn cuốn sách để cho mọi người về có cái quà để mà mình xem. Ok. Và như vậy mọi người thấy là bụng vậy. À, mọi người nhìn tôi thấy có béo không? Có. Không phải béo đâu, to con ơi. Trời ơi, ngày xưa mà nhìn cái ảnh cũ của tôi bụng to trình hình như cái trống này nè. Hả? Không biết leo. Thấy không? Nhưng mà nhờ áp dụng phương pháp này. Thấy không? Và như vậy á, rồi đây rồi, chút xíu sẽ tặng cho mọi người quyển sách như vậy nè. Thì trong đây sẽ nói đầy đủ hết. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây á, là chúng ta đem cuốn sách này về không phải cho chúng ta, mà phải làm sao đem cho mọi người đều có thể tiếp nhận được cái này hết. Cái công đức là ở chỗ đó. Ok. Rồi, như vậy là chúng ta phải biết là cái điều vậy nè. Khi mà chúng ta nhịn ăn á, thì ở đây tôi nói về phương pháp nhịn ăn 16-8, có nghĩa là cái khoảng cách mà nhịn ăn từ, mời lắng nghe nha, 8 giờ tối cho đến 12 giờ trưa. Nghe lại nha, 8 giờ tối cho tới 12 giờ trưa. Ở đây ai có thực hiện nhịn ăn kiểu đó chưa? Chưa. Nhưng mà nếu mà mình không ăn từ 8 giờ tối cho tới 12 giờ trưa, mọi người thấy dám làm không? Dám không? Nói lớn lên, dám không? Dám. Hoan hô. Nếu quan trọng là dám làm. À, rồi, tại sao mà chúng ta nhịn ăn từ 8 giờ tối đến 12 giờ trưa? 8 giờ tối cho tới 12 giờ khuya đó là giờ của bao tử của mình tiêu hóa tất cả những cái thức ăn trong ngày. Thì giống như con bò á, thì tối á, thì nó nhả ra cỏ nó nhai tới lại, thì cái bao tử của mình cũng giống hệt vậy đó. Thành ra là từ 8 giờ tới 12 giờ khuya mình không được ăn bất cứ một cái gì để cho bao tử nó làm việc. 12 giờ khuya cho đến 4 giờ sáng là giờ của gan mật tiết ra để mà tiêu những cái chất độc ở trong cơ thể mình, tiêu những cái chất rắn ở trong cơ thể mình mà chưa tiêu hóa được trong cái 8 giờ tới 12 giờ, 12 giờ khuya. Và như vậy là cái nào mà nó cứng chút ấy, thì nó qua mật rồi nó qua ruột để sáng mai đi cầu. Cái nào mà là chất lỏng nó sẽ qua thận lọc thêm một lần nữa để sáng mai đi tiểu. Đặc biệt
là 6 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa là giờ đó là chúng ta bắt đầu đói. Thì thông thường khoa học bây giờ hiện nay ta nói sáng thì phải ăn sáng. Ở đây mình không ăn sáng. Mình không ăn sáng, thực ra nó có một cái điều rất là đặc biệt mà khoa học không hiểu tại sao người ta không đề cập đến. Là tại vì trong cơ thể mình cần ba cái khẩu phần ăn bình thường là 100% protein, 58% là carbohydrate, 18% là chất béo. À, nhưng mà khi mà chúng ta nhịn ăn gián đoạn thì là 23% là protein, 10% là carbohydrate, 67% là chất béo. Thì như vậy là cái phần ở đây mà chúng ta thấy là ít nhất là carbohydrate mà chất béo là 60% chất béo để tăng lên. Đạm thì dao động không có lớn. Do đó là chúng ta sẽ thấy một cái điều là gì? Tức là trong cái quá trình nhịn ăn từ 6 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa là giờ này là cực kỳ quan trọng. Vì bình thường là não chúng ta cần phải có cái gì? Carbohydrate nè. Thì carbohydrate là nó từ nó chuyển sang glucose, rồi từ glucose rồi phải nhờ cái thằng insulin nó biến thành năng lượng để nuôi não, nuôi cơ của mình. Nhưng mà ở đây á là chúng ta ngưng hết từ 8 giờ tối tới 10 cho tới 6 giờ sáng rồi, cho nên cái giờ đó là nó không có làm việc. Mà cái gì không làm việc là glucose không có thì insulin không có phải làm việc. Và vì từ trước tới nay người ta hiểu lầm trong vấn đề ăn uống, cho nên là rất là nhiều người bị tiểu đường. Tôi xin lỗi ở đây ai bị tiểu đường giơ tay lên. À, cũng khá khá rồi ha. Thì các bác ở đây mà khi bị tiểu đường ha, thì tôi dặn trước 12 bác sĩ kêu ăn buổi sáng để uống thuốc, thì mọi người sẽ dời cái buổi ăn trưa uống thuốc sang. Yên tâm đi, khi mà mình nhịn ăn cái cách này rồi thì sẽ không bao giờ bị đường huyết tăng cao. Tại vì không có cái gì đưa vô cho nó làm sao nó lên glucose lên được mà cao. Cho đó là mọi người thực hiện cái chuyện ăn uống lại chút xíu. Rồi được chưa? Rồi. Và như vậy là sau khi mà cái thằng insulin nó không có tiết ra để mà làm cho thằng glucose biến thành năng lượng á, thì insulin nó khỏe rồi, nó nghỉ ngơi rồi. Và khi nó nghỉ ngơi, nó sẽ chỉ hoạt động ở đâu? Nó chỉ hoạt động sau 12 giờ trưa, tức là 12 giờ trưa mình ăn trở lại rồi. Mọi người đồng ý chưa? Thì 12 giờ trưa ăn trở lại rồi. Yeah. Rồi bây giờ tôi nói tiếp. Thế thì như vậy này, tức là mình sẽ không ăn cái gì hết, nhưng mà mình phải uống nước. Phải uống được, phải uống nước. Và nước của mình là gì? Là nước lọc. Mình không được dùng bất cứ một loại nước trái cây, nước gì hết, mật ong hay là đường hay là nước gì cũng không được dùng hết. Có nghĩa là mình chỉ uống nước lọc đơn thuần thôi để cho cơ thể hoàn toàn bị đói hẳn. Mà khi mà đói á, thì cơ thể nó đặc biệt lắm. Khi đói thì hai cái bộ phận mà sẽ xuất hiện để giúp cho cơ thể mình. Một là bộ phận dự trữ trong cái gan của mình á, nó sẽ đưa ra đạm, đường và chất béo để mà bảo vệ cơ thể trong lúc mà mình nhịn ăn. Cái thứ hai là sức đề kháng mình tự nhiên xuất hiện, xuất hiện để bảo vệ cơ thể trong lúc không ăn. Thành ra vô tình mình kích thích được cái hoạt động của cái đề kháng của cơ thể. Nhưng mà cái đó là cái gì? Thì bây giờ khoa học ta thấy rồi, khi mà chúng ta hoàn toàn nhịn ăn thì ngoài cái chuyện mà tiết insulin ha, ngoài để mà tiêu cái glucose, thì bây giờ nó tiết một chất duy nhất, tức là cetone. Và cái cetone này thì nó đặc biệt, nó nuôi dưỡng cái não mình còn mạnh hơn glucose. Và cetone khi mà xuất hiện thì nó sẽ làm một cái chuyện mà hồi xưa giờ không bao giờ ai nghĩ tới, đó là nó giải quyết được chứng động kinh, nó giải quyết được chứng Parkinson, nó giải quyết được chứng Alzheimer. Alzheimer là chuyện mà hay quên đó. À, rồi nó giải quyết được cái chứng mà teo cơ, mọi người nghe cái bệnh mà hiện nay trên thế giới là biết rồi đó. Thì nó giải quyết được những cái bệnh kỳ lạ như vậy. Và
nhất là cái bệnh kinh sinh mà lúc mà ở chỗ phòng khám, cái chỗ phòng chỗ tôi đào tạo vậy đó, có một anh bệnh kinh sinh đến khi thực hiện đúng cái chương trình này và ta áp dụng trong vòng tuần lễ tay không còn rung nữa. Anh mới hỏi vậy là không biết tôi có bị bệnh kinh sinh không, anh còn nghi ngờ đến vậy nữa. Nhưng mà thực ra là khi mà nhịn ăn triệt để thì cái cetone này nè nó có tác dụng như vậy. Và khi mà mình nhịn ăn bắt đầu đến ngày thứ tư, nhưng mà nhịn ăn ở đây là nhịn ăn cách khoảng nha, thành ra là nhịn ngày thứ tư thì cái mồ hôi của mình nè, cái hơi thở của mình nè, rồi nước tiểu của mình nè, nó sẽ ra một cái mùi giống như acetone. Và cái mùi đó là mùi acetone là gì? Mùi rửa móng tay á. Thì lúc đó là cetone bắt đầu làm việc rồi. Có thể là mình nhịn một hai ngày là mình đã nghe mùi rồi. Có người tới 4 ngày. Thì chính cái chất đó thì nó làm cho cái mỡ mình tiêu đi. Hồi xưa cái má tôi nó nọng lên, cái bụng mấy cái mỡ to lên như này, thì cetone nó xuất hiện nó đốt hết, đốt sạch hết. Thành ra cô nào muốn đẹp á thì cứ ăn uống kiểu này thì là người đẹp đi. Mà cái đẹp không đủ mà là chữa được khỏi bệnh, cái đó là rất là kỳ diệu. Tiểu đường nhớ nha, bắt đầu thực hiện đừng ngán nha. Ok, và như vậy cái thành phần mà chúng ta hồi nãy giới thiệu mà ăn uống đó đó thì chúng ta nhìn đây nè, cái protein chúng ta có 10 nguồn đạm thực vật, đây là mè, đậu nành, đồ các thứ, cái này chúng ta ăn chay chúng ta biết rồi phải không, mọi người biết hết rồi không. Rồi cái thứ hai là tinh bột, là gồm ngũ cốc chúng ta có đủ hết, chúng ta có thiếu ha. Rồi cái nữa là chất béo, là gồm bơ, cả không cần ăn cả đâu, dầu ô liu được rồi ha. Nhưng mà trứng có cái mình không tô mình ăn đúng sao nha, phải không? Còn có nhiều người ăn ăn chay ăn trứng cũng không sao, bị người ta nói trứng không có máu phải không? Và các loại ngũ cốc. Thế thì như vậy là chúng ta dùng đủ hết trong cái thực phẩm ăn chay, có đủ hết, chúng ta không cần thịt, chúng ta vẫn có thể thực hiện được. Nhưng mà cái điều mà dặn mọi người nè, buổi trưa là bữa ăn chính, thì mọi người nhớ một điều này nè, là phải ăn đầy đủ, đừng kiêng thêm nha. Giống như sáng nay mà tôi ăn cái tô bún gì đó, trời ơi đầy đủ ngon quá. Tôi nhìn ăn sáng, nhưng mà sáng này tôi nhìn cái tô tôi chịu không nổi, tôi phải lấy Nam Mô Di Đà Phật cho con, mình nhìn thấy nó chết rồi thì đưa tôi rồi. Cái bắt đầu phải là thầy mời, nó thôi mời mình không ăn thì không được, phải chấp tay sắc bất thì không bất thì sắc, thời chiếc kiến quẩn thôi như không, thọ tướng thành thuốc diệt phục như thị, có như không, không như có còn hơn không, thôi ăn luôn. Đưa không ăn miếng thôi cũng ngon ngon. Tôi nói đời ăn chay chỗ này thôi thích quá ăn chay hoài rồi. Và như vậy là một cái điều nữa mà mọi người sẽ thấy rất là đặc biệt, tức là giải Nobel y học 2016 đã thuộc về nhà khoa học người Nhật. Mọi người nghe cái chuyện rất là độc đáo, đó là tự thực bào. Khi tự thực bào xuất hiện lúc nào? Lúc chúng ta nhịn ăn. Ghê chưa? Tức là khi nhịn ăn, cơ thể của chúng ta đói thì tế bào mạnh là nó mạnh lên, nó đi kiếm với thằng nào yếu nó ăn hết. Tế bào ăn tế bào có nghĩa là nó dọn sạch hết những thằng yếu để cho còn tế bào mạnh thôi. Và vì chúng ta nhịn ăn có khoảng cách thôi, trưa là chúng ta đang ăn lại rồi. Chúng ta có một cái lợi là buổi tối từ 8 giờ tới 6 giờ sáng là giờ đó chúng ta nghỉ ngơi và ngủ, cho nên chúng ta không ảnh hưởng việc ăn uống. Đừng có nửa đêm mà thức dậy lục cái tủ lạnh ăn, phải không? Chỉ uống nước lọc là đủ rồi. Và nhớ một điều nè, là một chút xíu mật ong cũng làm hủy hoại cái việc ăn của chúng ta.
Nhưng như tôi thì lâu lâu ngã một lần cũng được, ăn một tô cũng được sao, nhưng mình đừng ăn thường xuyên. Thế thỉnh thoảng mình thấy ngon quá thì cứ quất bán. Nhưng mà phải duy trì cái chuyện nhịn ăn này, thấy chưa? Và như vậy cái tự thực bào này là rất kỳ diệu. Cho nên mọi người thấy tại sao khi áp dụng phương pháp này một tuần lễ sau, mấy cái chuyện mà xưa mình quên tự nhiên dùng nhớ lại. Không cần uống thuốc bổ thần kinh đâu nha. Ceton làm hết chuyện này, tự thực bào làm hết chuyện này. Vì lúc đó nó ăn những cái thành tế bào xấu, nó dọn sạch hết cơ thể mình, và lúc đó tự nhiên mình thông minh lạ lùng. Làm đi rồi sẽ thấy kỳ diệu. Rồi bây giờ mọi người nhìn cái này là công thức bỏ đói mà tôi để hệ thống lên đó, tức là từ 8 giờ tối cho tới 10 giờ là thực phẩm được tiêu hóa, từ 12 giờ khuya cho đến 6 giờ sáng là gan mật làm công việc tẩy độc của mình, và 6 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa là ceton làm việc và nó đốt mỡ và nó bổ sung cho cái hai cái glyco thường ngày cho cái não mình. Và những cái người bị tiểu đường sẽ thấy một điều kỳ diệu là đường huyết của mình từ từ ổn định và sẽ khỏi cái bệnh tiểu đường. Tiểu đường ngày trước bây giờ người ta cứ bị lệ thuộc suốt, người ta nói tiểu đường là phải bị suốt đời, không phải đâu, tại do cách ăn uống của mình thôi. Khi mình điều chỉnh cái cách ăn uống thì đường huyết sẽ lập tức ổn định. Cái tiểu đường mà tiếp 2 á là nó bị nguy cơ là vì mình ăn suốt ngày. Bây giờ mình ngồi lại coi mình lúc nào cũng ăn á, nhưng mà cái khổ mình nè, mình bị bệnh như bác sĩ nói cái gì phải không? Không nên ăn ngọt, không nên ăn mặn, đúng không? Nhất là bác các bao lớn tuổi, cái đó là cấm thì là cấm, còn tôi ăn là tôi ăn, bị cái miệng của tôi mà. Nha, tôi còn nhớ hồi xưa mà tôi chưa thực hiện phương pháp này là tôi nửa đêm nó thức dậy, tôi lấy tôi làm, tôi mở ra thấy hộp sữa, nhìn cái hộp sữa ông Thọ, nút vô miệng nút một phát, rồi nút vô nghe lạ quá, thấy không? Thôi mình nhủ lòng không được ăn ngọt nhiều quá bỏ xuống, nhưng mà nhìn chết bỏ cũng nút thêm cái nữa. Có nhiều lúc mình tiền chế được quốc luôn nửa lon luôn, đâu nói được. Rồi nước mắm, thấy không? Tôi nói ai gì là bạn ăn á mà không có gì chấm mà ngọt á, mà mặn chút á nghe miệng nó ngạt nhẹo lắm, giống như những người thèm ớt vậy đó. Rồi cứ nhấm chút chấm ăn ngon, và mình thèm ngọt, mình thèm mặn một cách vô thức mà mình không biết. Nhưng mà khi áp dụng cái phương pháp này, xin thưa với mọi người, lúc đó là phớt lờ hết. Không cần nghe bác sĩ cấm, mà chúng ta lúc đó không còn thèm mặn, không còn thèm ngọt nữa. Phải để cái cơ thể tự giác, chứ không ai được quyền cấm mình. Mọi người đồng ý không? Ok. Rồi, đây, hồi nãy là tôi giải thích cái nhịn ăn mà bỏ đói 16/8. Thì cái chất mà ceton này nó xuất hiện nè ha. Và cái ceton này là nó giúp tiêu mỡ rất nhanh, cho nên những người nào mà to béo đi mà, nhất là những người bị suy giãn tĩnh mạch chân mà đi mà sưng cái ha. Tôi hứa với mọi người nha, bị ở trong cái cuốn sách tôi đó có cái điện thoại. Mọi người mà thực hiện nghiêm túc đúng của tôi á, mà trong vòng một tuần thôi nha, mà chân không xẹp, mà đi không nhẹ nhàng, gọi điện thoại chửi. Bởi vì nó hiệu quả rõ ràng, bảo đảm luôn, hết sưng chân, hết chuột rút trong vòng tuần lễ thôi. Nhưng mà phải thực hiện suốt cả cuộc đời nha, để lập trình trở lại. Chứ còn nếu mà làm hết tuần đã quá, trời ơi giờ nhẹ quá, ăn trở lại xong bị đau lại, nên chữ thề cha thầy thuốc. Và như vậy ở đây là cái đồ hình của cái gluco và ceton, hai cái thằng á. Gluco
là từ đâu ra? Khi mình ăn vô á, thì bây giờ tôi nói luôn để mọi người ăn chay chú ý cái này nha. Tại vì mình cần có đạm nè, mình cần có chất béo nè, mình cần có gì đường, thì mình phải sử dụng cái miệng của mình để biến những chất đó thành hiện thực. Thứ nhất là khi là ăn món ăn vào là mọi người chịu khó nhai cho kỹ cho tôi được không? Nhai cho kỹ tiền đi bên là đạo Phật, mình ăn cái gì nhai? Nam mô Phật, nam mô Phật, nam mô Phật, mình ăn đâu không, mình tụng kinh đâu đầu mình thôi đó không, mình niệm Phật thôi, nhưng mà nhai cho kỹ. Và khi nhai thật kỹ, mặc dù là thức ăn gì không phải là từ tinh bột, chúng ta cũng sẽ nghe cái miệng ta ngọt. Khi nào miệng ngọt thì mới nuốt vô, được không? Rồi, như vậy là miệng ngọt là sao biết? Tại sao miệng ngọt? Tại vì ta ăn vô những cái chất đó thì ở hai bên tuyến nước bọt mình á, nó có chất là enzyme amylase, thì nó kết hợp với cái tinh bột mà có sống trong cái thực phẩm của mình á, nó sẽ biến thành gluco. Thành ra cái miệng mình ngọt thì như vậy là mình đã thành rồi đó, thì mình nuốt nó vô. Khi mình nuốt nó vô thì ở tuyến tụy mình á, đậu tị nó cũng tiết thêm một cái chất nữa cũng là amylase, để nó làm cho cái đó biến thành carbohydrate. Mà chính cái câu hỏi nãy tôi nói á, là nó để nuôi dưỡng não mình. Thành ra là rất là cần thiết, bị nó bổ thần kinh mình nè, nó bổ cơ gân mình nè, mình phải có nó. Thấy không? Rồi thằng đầu đuôi tùy ấy, thì nó tiết insulin để cái glyco biến thành năng lượng để nuôi cơ thể mình. Thì cái quy trình đó đã được mình sắp xếp lại rồi, cho nên insulin nó chỉ làm việc từ 12 giờ trưa cho tới 8 giờ tối thôi. Còn cái giờ mà từ 8 giờ tối cho tới 12 giờ trưa là nó nghỉ ngơi. Và nhờ nó nghỉ ngơi cho nên nó không làm cho mình bị tiểu đường. Mình đã bị tiểu đường thì nó sẽ hồi phục cái tuyến tụy trở lại, và insulin nó sẽ làm việc lại, ngăn nắp, và mình sẽ dứt đi cái chứng tiểu đường. Được chưa? Ok. Rồi. Nghe vấn khởi là vỗ tay nhớ về làm nha. Chứ đừng nghe hay cái quên về đây mô Phật về nhà quên mất. Và đây là cái lợi ích của phương pháp bao đối. Thì ở trong cái tài liệu á, tôi có để cái hình ảnh này, mọi người sẽ nhìn thấy rất là rõ ha, không cần nói nữa. Rồi, tiếp cái nữa. Nói được mấy phút rồi? 5 phút nữa. Căng máu quá chết mẹ rồi. Dừng giờ rồi. Chưa đó thầy, chưa mà đó. Chưa mà. Rốt. Dạ, tới cái bài Rốt con ký. Đây, thì cái phương pháp của mình á, là mình gọi là sư tử nóng. Ở đây đó là mọi người có biết sư tử nóng chưa? Ai không biết? Ủa, sao không biết sư tử nóng? Biết lệnh hồ xuống không? Trời ơi, đây ta phải biết kiệt dưỡng như cực kỳ vậy. Kim tốn là thầy. Tạ tốn, kim mau sư dương tạ tốn. Thấy không? Nghe được đây chưa? Hồi xưa Thanh Sang đóng cái phim này đó, cái tuần này đó. Thì cái hốt con khí là chúng ta sẽ thấy hai điều mà chúng ta để ý này. Hốt không khí, khi nào chúng ta hốt không khí? Khi mà chúng ta buồn ngủ chúng ta hốt không khí. Nhớ chưa? Vô nghe mà giảng kinh có khi nào buồn ngủ không? Có. Chỉ cần hốt mấy cái hết buồn ngủ đi. Hốt bằng miệng nha. Mọi người nhìn tôi hốt nè. Thở mũi ra từ 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 từ. Khó bị. Thở ra từ 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 từ. Đừng có ngại. Và những người nào mà lái xe á, mà buồn ngủ dễ gây tai nạn. Tôi hồi xưa tôi lái xe từ đây cho tới Vũng Tàu tôi ngủ 3 lần. Mà mỗi lần á, mà ngủ một cái á, mở mắt ra thấy cái xe mình xích đụng vô cái nít xe đó. Cho nên đó là thấy buồn ngủ là chạy tấp vô lề ngủ đi. Mà cái đó là do gì? Thiếu oxy lên não. Mà chỉ cần chúng ta ngáp thôi, rồi buồn ngủ mình ngáp đó nhớ không? Thì cái ngáp chính là hốt không khí. Rồi khi mà mọi người thấy là mình vô
mình nghe nói chuyện buồn ngủ mình ra kia mình ngáp mấy cái, tức là mình hút không khí mấy cái, tỉnh liền vô ngồi tiếp tục không buồn ngủ nữa. Tạo cái máu đưa lên não, tạo. Nó đưa máu lên não, đưa oxy lên não. Cái thứ hai là khi mình tắm, mọi người nhớ là hồi xưa ở quê mình tắm ở thành phố tôi nói nha, hồi xưa ở quê lấy cái nước dội một cái này, thì khi mình dội nước xuống đột ngột mình làm sao? Mình hốt vậy đó. Thì chính là khi mình xối vô đột ngột cơ thể mình bị lạnh, và khi bị lạnh thì mình hốt không khí cái cơ thể ấm lên liền. Và ai hay bị sợ lạnh? Giơ tay lên. Sợ lạnh nha, giơ tay cao lên. Rồi, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Những người mà bị lạnh á, là thân nhiệt thường dưới 36 độ C. Và công trình nghiên cứu gần đây nhất của Viện Ung Thư ở Hoa Kỳ, người nào nhiệt độ mà dưới 36 độ C có khả năng ung thư rất nhiều. Tế bào ung thư là tế bào thiếu oxy, tế bào kỵ khí thiếu oxy. Rồi nó sợ lạnh. Nhưng mà nếu như mọi người biết hút không khí là không còn sợ lạnh nữa. Hắt luôn. Bây giờ chúng ta học cái cách đây nha. Tôi không có nói sâu về cái này. Sau này có dịp chúng ta sẽ nói chuyện riêng về hút không khí. Còn bây giờ tôi nói chung thôi vì thời gian không có nhiều. Bây giờ chúng ta tập hút nhau nha. Mày nhớ nha, há không lớn. Thở ra từ từ. 1, 2, 3, hút. Có phải kêu rồi. Lên 1, 2, 3. Thở ra mũi. Từ từ. Hốt miệng. Mình hốt cho mạnh. Hốt miệng. Thở mũi. Và chúng ta thở bao nhiêu cái? Thứ nhất là thở buổi sáng. Thứ hai là thở 30 cái. Và làm 3 lần như thế, có nghĩa là 90 cái cho một hôm sáng. Nhưng mà những người bị suy giãn tĩnh mạch chân thì dành cho tôi 1 giờ buổi sáng. 1 giờ buổi sáng gọi là 1 giờ sống cho riêng mình. Không có nói gì hết. Mọi người đi nha. Đi là gọi đi bộ á, là lớn tuổi không được đi nhanh. Lớn tuổi thì đi chậm chậm gì cho tôi. Ha. Đi chậm chậm. Đi rất là chậm. Và vừa đi vừa làm gì? Vừa hớp. Thở. Tốt. Rồi, cái thứ nhất. Cái thứ hai, mà khi mình sáng thức dậy, mình uống nước lọc đồ đàng hoàng, mà mình thấy đói, thì hút mấy cái là hết đói liền. Nó ngoài cái chữ hút không khí, nó còn gọi là ăn không khí. Còn cái chuyện mà giải thích, tại sao mà trong không khí nó làm cho mình đói thì cái chuyện thì sao? Tại vì ở đây mình không có đủ thời gian tôi nói cái đó. Nè, nhưng mà mọi người cứ vừa đi vừa hút cho tôi là không còn thấy đói nữa. Ok. Rồi, mọi người thấy này ha. Thì khi mà chúng ta hút không nhịn ăn được rồi, chúng ta hút không khí được rồi, mà đừng có quên nha, đó là một cái khối liên quan với nhau. Khi chúng ta nhịn ăn, hút không khí rồi, riêng những người bị suy giãn tĩnh mạch chân, trong vòng 1 tuần lễ là chân không còn sưng nữa. Trước đây là chân cứ sưng hết. Ha, chân cái ngay cái cổ chân mình bị sưng nhiều, rồi đầu gối sưng nữa, thì mọi người đi sẽ không còn sưng nữa. Và thứ hai nữa là chân không còn đau nữa. Nhất là những người mà đi mà cái chân đang đi ha mà bị sụn xuống này đấy ha, cái đó là nó thiếu oxy ấy, mà mình không biết. Nhưng mà khi mà mình nhịn ăn, mình hốt xong ra là mình đi không còn sụn chân nữa ha, đau nhất không còn đau nhất nữa. Hay vậy đó chứ. Thiệt ra tất cả bệnh tật của mình từ cái ăn ở mà ra hết. Ok, còn cái điều thở kia thì ở đây nó có cái phương pháp thở 5 giây nữa thôi, mà cái dịp khác đi. Tại vì giờ cũng không có đủ thời gian. Đây, cái thở 5 giây này thật ra là ai mà có cái đồng hồ mà đo nhịp tim ấy, thì trong đó nó có hướng dẫn cái thở. Thì mình hít vô 5 giây, thở ra 5 giây. Và mỗi ngày mình làm chừng 5 phút hồ, mà làm 2 lần như vậy ấy, thì cái nhịp tim mình ấy, từ cái nhịp tim thật là nhanh, nó trở lại bình thường liền. Ha. Cái phương pháp mà cuối cùng mà tôi muốn nói đó là tăng thân nhiệt. Hồi nãy tôi nói cái sợ lạnh đó
là thân nhiệt mình dưới 36 độ C. Trời chưa nóng mình đã nóng, trời chưa lạnh mình đã lạnh rồi, và mình rất là sợ lạnh. Kêu xuống cái chỗ hồ bơi á, mà tắm á, là gió mà thổi cái mình không dám. Nhưng mà bây giờ mọi người đừng sợ nữa, đứng hốt cho tôi 30 cái, rồi bước xuống nước, vừa bước vừa hốt, vừa bước vừa hốt, sẽ không còn một chút xíu lạnh nào hết. Cái đó là bí quyết. Và như vậy là nói về đây GBL là chúng ta tập tắm nước lạnh rồi nóng, lạnh rồi nóng. Chúng ta đã tắt xịt nước nóng vô thì ok, nhưng mà lạnh vô cái mình hơi nghe hơi sợ lạnh thì mình hốt mấy cái thì cái cơ thể nó còn lạnh. Và thân nhiệt, hồi nãy tôi nói rồi, là yếu tố sống còn. Thân nhiệt mình tăng lên thì sức đề kháng mình tăng lên, thân nhiệt mình hạ xuống là sức đề kháng mình hạ xuống. Như vậy là khi mình kết hợp ba cái ăn, thở và làm cho thân nhiệt nóng lên. Và thân nhiệt nóng lên á, ngay cái tế bào ung thư á, là khi thân nhiệt mình nóng lên thì cái tế bào ung thư không phát triển được. Cái này nó có tính cách là chuyên môn hơi cao, cho nên tôi cho thoáng qua thôi, tôi chỉ kể chuyện cho mọi người sơ vậy thôi, chứ không có có nói xong vô được. Và ở đây á, là cái cách của tụi này á, là trường đá nóng dùng gan. Thì cái trường đá nóng dùng gan này là tôi mới phát hiện đây cái khoảng độ chừng 3-4 năm. Và những người mà mất ngủ nè, những người bị sợ lạnh nè, những người bị đi tiểu đêm nè, thì chỉ cần sử dụng cái đá này thì chúng ta sẽ có hiệu quả. Thì tôi chỉ giới thiệu, nhưng mà trong sách sẽ có cái này rất là rõ ràng. Rồi, cái bản đồ này chúng ta, cái sơ đồ này chúng ta sẽ có trong cuốn sách. Và chúng ta thấy cái sơ đồ này rất là rõ ràng. Là nhiệt độ thân nhiệt chúng ta là bình thường là 36 độ rưỡi cho đến 37 độ. Nếu mà tăng lên 1 độ C thì sức đề kháng chúng ta tăng lên, mà dưới 1 độ C là sức đề kháng chúng ta yếu đi. Và để làm cho tăng cái thân nhiệt, ở đây chúng ta có phương pháp trường đá nóng vùng gan. Cái chuyện đó chúng ta sẽ giới thiệu sau, thì mọi người sẽ đọc trong sách sẽ thấy cái điều này. Ok, chắc có lẽ là tôi nói tới đó là cũng ok rồi. Một cái nữa là kiềm quá. Thì cái kiềm quá ở đây á, thì thường thường ở đây ai có dùng nước canh ghe rồi? Ở đây nhiều người không biết. Thôi, với điểm khác nói chuyện. Ok, cái nước canh ghe là uống nước kèm để cho nó cân bằng cái axit trong cơ thể mình. Và cái kềm mà trong cái cơ thể mình là hay nhất là hiện nay là tạo kềm tự nhiên, tức là dùng lá xương sâm. Ở đây biết lá xương sâm không? Rồi, mọi người lấy xương sâm một năm một ngày lấy nắm cho tôi nè, mình tự trồng ở nhà được nha. Rồi mình rửa sạch bằng cách là bỏ chút xíu nước muối vô, nước muối ngâm rửa, rồi lấy cái nó bỏ vô trong cái 1,5 lít hay 2,5 lít, mình xay ra. Và mình, nếu mà mình uống không được thì tốt, không được thì mình cho xíu đường thôi, mình bỏ vô trong tủ lạnh và uống cả ngày ha. Uống luôn sát nha, thì nó có tác dụng tạo kềm một cách tự nhiên trong cơ thể mình và không cần một loại gì hết. Có lẽ là báo cáo của tôi đi tạm thời ngưng. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0937-853-823. Để có trong tay đá trường gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652. 0326811258.